Hiền, Helen, tài năng bị Việt Nam Idol bỏ rơi, quá khứ cơ cực, bán quần áo trang trải cuộc sống. Dù không đi đến chặng cuối cùng của Việt Nam Idol, Helen vẫn luôn là cái tên được khán giả yêu mến bởi giọng hát dày ấm cùng phong cách biến hóa không giới hạn. Nổi bật từ ngoại hình cho đến giọng hát, Thu Hiền, Helen là cái tên nhận được sự chú ý từ bộ ba ban giám khảo, ca sĩ Mỹ Tâm, đạo diễn Quang Dũng và nhạc sĩ Huy Tuấn, cũng như khán giả. Thu Hiền Helen hay còn được gọi là Vũ Hiền, tên thật là Vũ Thị Thu Hiền. Trước khi được biết đến với vai trò là một người cầm mic, Thu Hiền từng là một vận động viên đấu kiếm chuyên nghiệp. Ngay từ khi vừa xuất hiện, giám khảo Mỹ Tâm đã đánh giá cao sự chỉn chu từ phong cách, ngoại hình và sự sáng sân khấu của Helen. Helen tiết lộ cô rất đam mê ca hát và từng tham gia một cuộc thi âm nhạc lớn vào năm 2018. Tuy nhiên, lúc này Helen thất bại và tự nhận mình là thảm họa. Sau nhiều năm nuôi dưỡng ước mơ, cố gắng và thay đổi, cuối cùng Helen đã quyết tâm trở lại để chinh phục đam mê ca hát. Cô hồi hộp chia sẻ, năm 2018, em từng có cơ hội may mắn được tham gia một sân khấu lớn về ca nhạc. Đối với em, phần thể hiện của em trong cuộc thi năm đó là một thảm họa. Lần đầu tiên trong cuộc đời, em đứng trên một sân khấu lớn và được cầm mic luôn. Bởi trước đó, em là vận động viên thể thao môn đấu kiếm. Helen thể hiện ca khúc Sợ Yêu, nhạc sĩ Huy Tuấn nhận xét Helen sở hữu quãng giọng trầm và trung rất đẹp, tuy nhiên cần phải chú ý hơn ở những nốt cao và gằn giọng. Giám khảo Mỹ Tâm chưa thật sự hài lòng về cách chọn bài của Helen, khiến thí sinh này chưa bộc lộ được hết tiềm năng giọng hát. Nhờ sự cân nhắc của bộ ba quyền lực, nữ thí sinh đã nhận về vé vàng và tiến vào vòng nhà hát. Quyết định từ phía ban giám khảo từng vấp phải sự tranh cãi của khán giả, bởi ở thời điểm này, Vũ Hiền Helen chưa thật sự nổi bật so với dàn thí sinh ở vòng tuyển chọn. Cho đến vòng nhà hát, cô và Lâm Phúc tiếp tục cùng nhau dắt tay tiến vào đêm nhạc thần tượng. Tại đêm nhạc thần tượng, Vũ Hiền Helen bắt đầu thu hút sự chú ý của một bộ phận khán giả khi thể hiện ca khúc Nụ Hôn Bất Ngờ. Sắc vóc quyến rũ, vũ đạo uyển chuyển cùng thần thái đầy cuốn hút của nữ thí sinh khiến người hâm mộ không thể rời mắt. Bên cạnh đó, ban giám khảo đã bắt đầu dành nhiều lời khen cho sự tiến bộ của cô nàng. Xuyên suốt 6 live show, Vũ Hiền Helen đã dần bộc lộ sự cuốn hút của bản thân ở trên sân khấu Việt Nam Idol. Sau mỗi đêm nhạc, tiết mục của cô nàng ngay lập tức được cư dân mạng chuyển tay nhau ở khắp diễn đàn lớn nhỏ. Nhiều người còn bày tỏ sự bất ngờ khi phát hiện nội lực của nữ thí sinh sau một thời gian tàng hình ở trong chương trình. Cho đến tiết mục gần đây nhất của nữ thí sinh là Đâu Chỉ Riêng Em, tên tuổi của Vũ Hiền Helen tại Việt Nam Idol mới trở nên bùng nổ hơn bao giờ hết. Sự vỡ òa, xúc động của nữ thí sinh khi biểu diễn lại bản hit đình đám của Mỹ Tâm đã chạm đến trái tim của nhiều khán giả. Tại đêm bán kết, đạo diễn Quang Dũng lần đầu tiên thẳng thắn thừa nhận bản thân đã từng không bình chọn cho Vũ Hiền Helen vào top 10 thí sinh, nhưng sự cố gắng, nỗ lực của cô đã khiến cho anh vô cùng hài lòng và khẳng định nữ thí sinh sẽ gặt hái được nhiều thành công khi rời khỏi chương trình. Dừng chân ở top 7, thí sinh Vũ Hiền Helen khiến khán giả tỏ ra tiếc nuối. Với Helen, bản thân đã đi đến gần chặng đường cuối cùng của Việt Nam Idol, là hành trình đầy đáng nhớ, chứa nhiều cảm xúc, bài học. Chia tay Việt Nam Idol, Helen nghẹn ngào, 15 tháng 10 năm 2023, giấc mơ tuyệt đẹp. Em vô cùng biết ơn hành trình Việt Nam Idol đáng nhớ này, hơn 4 tháng vừa qua sẽ là những kỷ niệm em không bao giờ quên được, chuyến trải nghiệm, học tập, phát triển và mở ra cánh cửa mới, tươi đẹp và hạnh phúc vô cùng đối với em. Vũ Hiền Helen tiết lộ, cô trải qua quãng thời gian trông chênh, mông lung và phải chật vật trong nỗi lo cơm áo gạo tiền, 4 năm theo học tại trường, 3 năm lênh đênh, mông lung, nản chí, rồi chỉ lo ngày mai có show không, có tiền không, cặm cụi đi hát kiếm từng đồng, ít show thì đi bán quần áo, làm mọi thứ để có tiền lo cho cuộc sống, chưa thật sự quyết tâm hẳn với nghề, trôi mình theo cơm áo gạo tiền qua ngày. Khi cảm thấy gần như đánh mất niềm đam mê này, thì Việt Nam Idol đến với em, khiến em thức tỉnh, thôi thúc em cần phải lấy lại đam mê, cố gắng nỗ lực, quyết tâm và tin vào bản thân mình. Nhìn lại chặng đường em đã đi qua và hành trình này khiến em có niềm tin mạnh mẽ hơn với bản thân, bớt tự ti, kiên định và mạnh mẽ hơn. Việt Nam Idol là những bước đệm vững chắc để em tiếp tục cố gắng và phát triển bản thân mình nhiều hơn nữa trong tương lai. Dừng lại tại top 7, vui có, buồn có, nhưng niềm vui và hạnh phúc với em nhiều hơn bao giờ hết. Em vui vì em dừng lại trong sự tiếc nuối và vô vàn tình yêu thương của khán giả gửi đến em. Từ một cô gái mờ nhạt cho những vòng thi đầu, em hạnh phúc khi ngày càng có nhiều khán giả yêu quý mình hơn. Em chỉ biết cố gắng bằng tất cả những gì mình có để trân trọng những khoảnh khắc ở trên sân khấu và được khán giả đón nhận mình. Em tiếc nuối một chút vì em muốn cống hiến thêm nữa để khán giả có thể hiểu hơn về em. Nhưng đối với em, đến đây thật sự đã là một giấc mơ quá tuyệt vời với mình rồi và em vô cùng trân trọng điều đó. Vũ Hiền Helen chia sẻ, sau khi dừng chân tại Việt Nam Idol để đi được đến chặng hành trình ngày hôm nay, đối với em đã là một điều gì đó hết sức tự hào. Vì thế em vui và hài lòng vì xuyên suốt hành trình qua đã không ngừng nỗ lực và cố gắng. Chắc chắn sau Việt Nam Idol sẽ là một hành trình mới và Việt Nam Idol sẽ là dấu ấn không thể nào quên đối với em trên con đường làm nghệ thuật.